người thấy cái cảnh ở Đà Nẵng của người miền Trung nha. Ở nơi em ở, cái quán cửa hàng của em á là rất gần sông Hàn, nên bình thường á nơi này không bao giờ ngập lụt bởi vì nó thoát ra sông Hàn rất nhanh. Nhưng ngược lại, khi mà bão lụt lên nhanh quá rồi thì ngược lại nước sông Hàn chảy vào đây. Đây là xe em, đây là cửa hàng của em. Mới cách đây 10-15 ngày thì bão, bảng hiệu của em rụng xuống. Em vừa mới làm lại bảng hiệu thì bây giờ đến mưa, ngập nửa quán rồi đây mọi người. Em cứu được tài sản là yến và máy móc dữ liệu, nhưng mà đồ đạc, xưởng với lại là các cái máy móc của em thì quá nặng, em và em gái không có thể bưng lên được, nên là mình phải chấp nhận vô như là tủ đông nè, máy lạnh nè, các thứ là đã bị chìm ngập trong nước rồi. Bây giờ là cái xe, giờ mà bất kỳ một cái xe ô tô nào ngoài đường đi ngang qua là sẽ thổi, sẽ đẩy cái xe, sẽ đẩy cái sóng nước của xe em đây nè vào trong cái cửa hàng. Ủa chú nhìn như ghê vậy. Vào trong cái cửa hàng là cái ô tô này nè, nó sẽ thúc vào cái cửa hàng em là nó bẻ luôn cái kính này, rồi hiểu không? Nên bây giờ á là giờ chỉ có lại trời thôi. Đây là mọi người xung quanh, đây có một cái xe rồi đó, đang vị trí của em á là từ hồi lớn lên là đây, giờ là chưa bao giờ em thấy cảnh ngập, lần đầu tiên trong một đời. 15 ngày trước là em sửa bảng hiệu, còn bây giờ chuẩn bị em sửa ở trong quán nữa. Mà tàu quá trời ơi, có ai làm ơn cứu em cái ư? Ô mẹ ơi, chết chưa? Bình ra người cho người ấy vậy thôi. Ô mẹ tàu chưa? Coi quăng mua làm ơn cứu em với ư?